Tông đơ kêu to. You might as well just chuck them in the bin and spend your days taking không dùng được phải vứt bỏ. But what if I showed you how to bring this back to new? Mẹo khắc phục without spending an absolute fortune on new clipper. Giúp bạn tiết kiệm được chi phí. We all love a new clipper delivery, but it is a painful experience. Sau đây mình when sẽ hướng dẫn cash. Các bạn and that's các why bước I'm vệ sinh tông đơ như sau. Right now. Đầu tiên, các bạn phủi hết tóc ở phía ngoài đi. Chiếc tông đơ này bị kêu không sử dụng được thì do là tóc có dính ở bên trong rất là nhiều. Do vậy, mình cần phải vệ sinh. Các bạn dùng nước xịt rửa thông thường ấy, xịt vào lưỡi tông đơ. Sau đó, các bạn cho một ít nước xịt rửa này vào một bát nước lạnh thông thường. Các bạn bật máy lên, cho tông đơ hoạt động và nhúng đầu lưỡi cắt vào trong chén nước đó. Các bạn thao tác như vậy khoảng một vài lần để cho tóc ở bên trong nó sẽ theo cái nước, theo đường nước và theo cái rãnh chạy ra ngoài. Các bạn tiếp tục làm lại thêm một vài lần. Khi nào mà không thấy tóc con nó chui ra nữa thì các bạn xong cái bước này. This will definitely make your clipper faster. Đó. Sau đó thì các bạn chuẩn bị cho mình một thuốc nơ vít để mà tháo lưỡi tông đơ ra. Các bạn lần lượt tháo con ốc vít phía bên trái, sau đó tháo tiếp con ốc phía bên phải. Tóc nó dính ở bên trong này còn rất là nhiều, do đó là nó làm cho tông đơ nó bị kêu. Các bạn cần phải vệ sinh sạch phần tóc ở bên trong này đi. Như các bạn thấy là tông đơ sau một thời gian sử dụng, mình đã vệ sinh phần ngoài rồi và phần trong vẫn còn rất là nhiều tóc. Các bạn lần lượt tháo từng bộ phận ra và vệ sinh sạch sẽ ở phía trong này. Các bạn tháo luôn cần gạt ở phía bên trái nhé. Tháo cần gạt để mình lấy luôn cái lẫy ra. Đây các bạn dùng chổi, cái chổi... cái cọ nhỏ nó kèm theo bộ tông đơ khi các bạn mua. Các bạn vệ sinh sạch tóc đi. Đó, các bạn tháo luôn cái phía cái mà cần gạt đấy. Rồi các bạn phủi sạch tóc ở phía trong này. Tóc rất là nhiều. Ở các đường kẽ các bạn cũng phủi hết sạch sẽ đi. Đó. Các bạn tháo cái lò xo ra nhé, vệ sinh luôn tóc ở bên trong, mình làm rất là chi tiết. Đấy, trong này còn cái bộ phận nào thì các bạn cứ tháo hết ra, một lát nữa mình sẽ hướng dẫn lắp lại. Đấy, trên đây mình đã tháo sạch sành sanh rồi, không còn một cái gì dính ở trong này nữa. Để mà vệ sinh sạch tóc ở trong này, sau khi mà vệ sinh sạch ở các cái đường kẽ thì các bạn sẽ tháo luôn cái nắp trên tông đơ ra để vệ sinh phần máy. Bây giờ mình sẽ tháo luôn cái nắp phía trên tông đơ. Tông đơ nào của thợ thì cũng có thiết kế nắp như thế này, các bạn cứ tháo ra nhé. Tháo ba con ốc ở phía trên là lấy được cái nắp ạ. Sau khi mà các bạn tháo xong thì các bạn chuẩn bị một cái xốp phủi hoặc một cái máy sấy. Các bạn sẽ sấy sạch tóc con ở trong này đi. Chỗ nào có tóc các bạn cứ vệ sinh sạch sẽ. Mình ở đây mình dùng một miếng mút phủi, mình phủi hết tóc đi. Bên trong này sau một thời gian sử dụng nó rất là ẩm ướt các bạn ạ. Mình phủi sạch và nếu các bạn có máy sấy á thì mình sẽ dùng máy sấy để sấy khô cái phần các cái vi mạch ở bên trong này đi, đồng thời cho tóc con nó bay ra bên ngoài. Ở đây mình có sẵn cây mút phủi nên mình phủi là nó sạch. Ở trên nắp này cũng có dính tóc này, các bạn vệ sinh sạch sẽ. Sau khi mà vệ sinh xong ấy thì các bạn xem thử là nếu mà tông đơ có cái nắp đen như cái chiếc tông đơ mình đang thực hành đây thì các bạn tháo ra luôn đó. Mà trường hợp mà tông đơ, một số tông đơ nó không có cái nắp bên trong này thì các bạn không cần tháo, thì lúc đó cái bộ
bảng mặt thì nó đã lộ ra rồi, thì các bạn vệ sinh và sấy khô cái phần bảng mặt đi. Còn riêng cái con tông vỏ thép mà mình đang thực hành đây, nó là cái dòng tông 101A này, các bạn thợ hay sử dụng ấy, thì nó có cái thêm cái phần vỏ nhựa ở bên trong, thì tiếp theo đó thì mới có một cái là vỏ thép ở bên ngoài, nó có hai lớp vỏ, do vậy chúng ta cần phải tháo hết hai lớp để mà vệ sinh. Nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà sau khi các bạn vệ sinh xong ấy, thì tông đơ nó hoạt động rất là êm, như mới luôn. Các bạn vệ sinh xong, các bạn tra lại dầu mỡ là tông đơ nó hoạt động rất là êm, nó không bị kêu nữa. Đó, đây thì mình đã tháo được cái vỏ của tông 101A này đi. Mình vệ sinh hết tóc ở trong này. Nhìn thì bình thường vậy, nhưng khi mà các bạn cắt thì tóc nó vẫn lên được vào ở phía phần trong rất là nhiều. Mình lại dùng cái mút phủi, mình phủi đi nhẹ nhàng, không làm tổn thương đến các cái bảng mạch, các vi mạch. Ok, sau khi mà đã vệ sinh xong xuôi rồi thì chúng ta tiến hành đấy, lắp lại các cái vị trí như ban đầu. Đầu tiên mình sẽ lắp cái miếng ốp nhựa bảo vệ bảng mặt này vào. Đó. Các bạn tháo ra như thế nào thì lắp lại như thế ấy thôi. Trường hợp mà các bạn không biết cắt, hoặc là cái tông đơ nó thiết kế không giống như thế này, các bạn gặp trục trặc ở bộ phận nào đó, thì các bạn comment ở phía dưới mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Bởi vì tất cả cái mẫu tông đơ mình đã tháo và đã biết cái kết cấu của nó, nên là rất sẵn lòng để mà hướng dẫn cho mọi người nhé. Do mình review chi tiết nên mình sẽ quay nó hơi mất thời gian. Đấy. Các bạn biết rồi thì có thể tua qua đi. Đây là cái phần hiển thị đồng hồ. Rồi mình tháo luôn, mình xin lỗi các bạn, mình lắp luôn cái bảng, cái nắp ở phần trên. Nếu mà các bạn có khoan mắt với đấy, các bạn thao tác nó sẽ rất là nhanh. Mình cũng có đấy, nhưng mà trên phạm vi cái bài hướng dẫn này thì mình sẽ thực hành rất là chi tiết, nên là sẽ không dùng các cái thiết bị đấy. Mình chỉ dùng một con vít bình thường là được ạ. Sau khi mà lắp được cái nắp rồi á, thì mình sẽ tiến hành lắp lại cái lưỡi nhé. Rồi mình đã lắp xong cái phần khung, phần vỏ thép đã lắp ok. Bây giờ các bạn sẽ lắp cái phần lưỡi, thì các bạn sẽ lắp cái lò xo vào cái lưỡi gà trước. Lò xo cố định vào lưỡi gà vì hai cái kết cấu này là nó gắn liền với nhau. Nếu mình không lắp thì một lát nữa mình sẽ rất là khó thao tác. Do vậy mình gắn luôn cái lưỡi gà vào cái lò xo, và mình gắn cái lò xo vào cái gờ cố định lò xo này. Đó, tiếp theo thì mình sẽ gắn cái gọi là cái càng. Cái càng này để mục đích là chỉnh cái lưỡi lên xuống đấy mọi người ạ. Mình cho cái phía cần ấy, bên trái nó có cái cần hướng lên trên ấy, nó nằm ở phía bên trái mọi người. Có một cái rãnh, mọi người đẩy theo cái đường rãnh đi vào. Nhưng mà đẩy hờ thôi. Thì đoạn này mình đã quên cho con ốc vít của cái cần gạt vào rồi, thì mình phải tháo ra lại. Trên cái cần gạt này có một cái con ốc đấy. Con ốc thì nó phải cho con ốc vào bên trong mới được. Như thế này là vẫn chưa lắp được, và khi mọi người siết ốc ở bên ngoài là sẽ không siết được. Do vậy mình cần phải tháo ra. Lúc nãy mình lắp vào nhưng mà mình quên cho con ốc vào. Ở bên phải, mọi người nhìn phía bên phải nó có một cái lỗ ấy, mọi người cho con ốc vào đấy. Đó, đây, mọi người cho con ốc vào đấy, là mọi người đẩy cái cần này lên là được. Sau đó mình sẽ cho cái cần gạt chỉnh lưỡi vào. Ở đây nó có một cái khóa, cái gờ đấy, mọi người cho đúng cái gờ.
và mọi người siết ốc lại nhé. Mọi người chưa cần phải siết chặt, một lát nữa mình lắp xong mình sẽ siết chặt sau, bây giờ mình sẽ siết hờ thôi. Ok rồi đã, mình để hờ thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái lưỡi cắt vào, lưỡi trong nhé mọi người, lưỡi trong mình gắn vào lưỡi gà. Sau khi mà gắn khớp vào lưỡi gà thì mình sẽ ấn nhẹ ra phía sau và mình tiếp tục cho cái lưỡi ngoài vào. Lưỡi ngoài thì mọi người lưu ý là nó sẽ khớp với lại hai chỗ hai con vít. Đấy, hai cái lỗ này nó sẽ khớp với hai cái lỗ bên trong. Mọi người tương tự, mọi người cũng siết hờ, siết nhẹ thôi. Đoạn này mình chưa siết chặt đâu ạ, mình chỉ siết hờ để cho nó tạm thời cố định vào. Sau đó mình còn một công đoạn là chỉnh lưỡi trong và lưỡi ngoài nó phải cân bằng với nhau nữa. Đây là mình siết hờ, sau đó mình chỉnh lại nhé. Mình dùng tay, mình di chuyển cái lưỡi phía ngoài cho nó cân bằng với lưỡi bên trong, sau đó mình ấn chặt. Và lúc này thì mình mới siết vít, mình siết chặt lại. Như vậy là mình đã thao tác thành công cái công đoạn vệ sinh tông đơ. Đến đoạn này thì mọi người chỉ cần tra dầu vào lưỡi tông đơ và tông đơ sẽ hoạt động êm ái như lúc mà mới mua. Hy vọng với chia sẻ của mình thì mọi người sẽ thao tác được và biến những cái chiếc tông đơ nó kêu rè thành những chiếc tông đơ mới. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và nếu mọi người thấy hay thì cho mình một nút đăng ký để mình có động lực làm thêm những clip tiếp theo hướng dẫn mọi người trên nhiều cái lĩnh vực. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Chúc mọi người thành công ạ.